Tử vi tuổi Tỵ năm 2023 có dấu hiệu khởi sắc rõ ràng, tích lũy thêm nhiều tiền của. Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tử vi tuổi Tỵ 2023 có nhiều dấu hiệu khởi sắc rõ ràng hơn hẳn so với năm ngoái. Dẫu vẫn còn không ít trở ngại hoặc thời điểm sụt giảm, cát khí, nhưng nhìn chung vận trình xuyên suốt năm khá hanh thông, là cơ hội tốt cho những ai thực sự kiên trì với mục tiêu đã đề ra. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Tử vi công danh sự nghiệp tuổi Tỵ năm 2023. Trong năm Quý Mão, người tuổi Tỵ may mắn không gặp hình hay khắc thái tuế. Sự nghiệp dần bước vào giai đoạn ổn định, hứa hẹn một năm dễ thở sau khi phải chịu nhiều biến động từ năm trước đó. Công việc nhìn chung trong năm không có quá nhiều cản trở, chăm chỉ làm việc thì ắt gặt hái thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động. Biểu hiện và chất lượng công việc sẽ nói rõ năng lực của bạn tới đâu. Đó là lý do tuổi Tỵ cần chú tâm và cố gắng hết mình. Cấp trên sẽ có những đánh giá xứng đáng với màn thể hiện của bạn. Đặc biệt tinh thần làm việc hăng say, thực sự cầu thị, rất có lợi cho những ai đang có ý định ứng tuyển vào vị trí quản lý cấp cao hơn. Do đó, nếu đang cầu chức, bạn nên đặt ra một lộ trình nỗ lực rõ ràng cho mình. Ngược lại, những người mang tâm lý an nhàn, ngại va chạm, tất nhiên vận trình vẫn cứ đều, không tăng không giảm. Nhưng nếu đó là lựa chọn của bạn thì cũng không có gì phải lo lắng. Cần đặc biệt lưu ý, trong năm Quý Mão, thiên can Quý Thủy xuất hiện thiên quan, chủ về gánh vác công việc vất vả, nhiều áp lực, chẳng những ít sự đồng hành, nỗ lực, hỗ trợ từ người khác mà còn có thể đối mặt với tiểu nhân chọc phá. Họa thị phi điều tiếng xẻng pha có thể ập tới bất cứ lúc nào, bạn nên hành xử cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân, dẫn tới tai bay vạ gió. Thêm sự xuất hiện của hung tinh, phá toái và phi liêm, công việc dễ có sự phá hoại từ bên ngoài. Do đó trong năm này, nếu Tỵ mong muốn có sự đột phá mạnh mẽ thì vẫn chưa phải là lúc, bản mệnh vẫn nên chú trọng sự ổn định thì hơn. Công việc chủ thủ không nên chủ công, lấy tĩnh để chế động, làm tốt công việc hiện tại, không tham lam vô độ, ôm đồm quá nhiều việc, nhảy việc, chuyển ngành nghề, ắt tự mình gây sóng gió. Càng ở thời điểm vận trình có trở lực nhất định theo từng giai đoạn, cái chính là bản mệnh càng cần suy nghĩ tích cực, hành sự thận trọng và không ngừng nỗ lực vươn lên, thành công sẽ tới. Và những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 2. Tử vi tài lộc tuổi Tỵ 2023. Tử vi 2023 nhận định về phương diện tài lộc, tài chính của người tuổi Tỵ nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống, tất cả là nhờ vào cái khí của thiên tài. Thứ tài trong năm sẽ là nguồn thu chủ yếu quan sát này, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này hứa hẹn có nhiều thu nhập đổ về. Bạn mệnh càng xông xáo, có sự chủ động trong mọi việc, dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình thì càng dễ thu lợi. Còn nếu chỉ an phận, ai bảo gì làm nấy sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra, thậm chí dù có lợi thế nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt, nhìn thấy được đấy nhưng lại không nắm bắt được. Tuy vậy, hung tinh thiên quan kết hợp với thiên cầu cảnh báo, các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Đặc biệt là bản mệnh cần đề cao cảnh giác kẻ lừa đảo, những người làm kinh doanh được khuyên làm ăn buôn bán phải thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Để giữ được lợi thế của mình, bạn có thể dành thêm thời gian quan sát đối thủ. Có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thông qua việc quan sát đó, bạn vừa có thể nắm bắt hướng đi của đối thủ để có phương án phòng bị phù hợp, lại vừa có thể học tập từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân. Trong năm này, những ai làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, bất động sản, cần chú ý theo dõi biến động thị trường, tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra phán đoán sai lầm gây thiệt hại về tiền của. Và những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình kim bài tài tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 3. Tử vi tính duyên tuổi Tỵ năm 2023. 2023 được dự đoán không phải một năm thuận lợi về mặt nhân duyên của tuổi Tỵ. Thậm chí nếu không xử lý tốt các mối quan hệ cũng như kiểm soát cảm xúc của mình, con giáp này còn có thể đối mặt với đổ vỡ và chia ly. Đây là năm ngũ hành bản mệnh xung khắc với ngũ hành năm, vợ chồng hay đôi lứa đang trong quá trình tìm hiểu đều dễ xảy ra mâu thuẫn, đôi khi chỉ vì vấn đề nhỏ nhưng khơi mào cho những trận tranh luận nảy lửa chỉ vì không ai muốn là bên yếu thế.
Tranh cãi gay gắt vốn chẳng thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì, lại khiến đôi bên đều khó chịu, ấm ức trong lòng, tình cảm đắp xây vốn chẳng hề dễ dàng. Nếu cả bạn và người ấy chỉ muốn thỏa mãn cái tôi của mình mà không quan tâm tới cảm nhận của đối phương thì tình yêu lớn đến đâu cũng chẳng thể cứu vãn tình hình. Trong khi đó các cặp đôi yêu xa dễ vì xa mặt nên cách lòng, sinh nhiều nỗi hờn ghen, giận dỗi vì thiếu cảm giác an toàn. Niềm tin không đủ lớn thì sẽ luôn có sự nghi ngờ. Lời khuyên cho con giáp là nên thành thật với nửa kia về những cảm xúc và suy nghĩ của mình. Lại thêm hung tinh chủ về nhân duyên trắc trở là cô thần chiếu mệnh, ảnh hưởng mạnh mẽ tới người độc thân trên hành trình tìm kiếm một nửa phù hợp với mình. Chính cô thần khiến dù trong năm bản mệnh có xu hướng giao thiệp rộng rãi bên ngoài nhưng luôn có cảm giác bất an, thiếu sự tin tưởng vào những người xung quanh, nhất là đối tượng khác giới, từ đó tự mình rơi vào trạng thái cô lập, phiền muộn, nhân duyên chưa kịp nở đã tàn. Nhìn chung những trục trặc ở phương diện tình cảm trong năm Quý Mão 2023 của tuổi Tỵ đa phần đều xuất phát từ chính bạn. Do đó bạn nên điều chỉnh lại bản thân, cố gắng học cách kiểm soát cảm xúc thì mọi việc sẽ không quá mức rối ren. Tình cảm nên để diễn ra tự nhiên nhất để có thể mới bền vững lâu dài. Và những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. 4. Tử vi sức khỏe tuổi Tỵ 2023. Bước sang năm 2023, tuổi Tỵ bị hung tinh tam môn, thiên cầu hoành hành nên sức khỏe sa sút, điểm báo khoản dễ xảy ra tai nạn, thương tật với mức độ không hề đơn giản. Dù là người lớn tuổi hay thanh niên, trai tráng, trẻ nhỏ đều khó tránh những ảnh hưởng bất lợi như rối loạn giấc ngủ, ăn uống kém ngon, lâu ngày còn có thể ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và công việc. Đặc biệt, sức ảnh hưởng của thiên cầu hung tinh không hề nhỏ, không những gây ra trở lực, sự cố cho phương diện công việc, tranh chấp, kiện tụng pháp luật, mà còn gây tai nạn bất ngờ, khó lường trước về sức khỏe như va chạm xe cộ, té ngã hay bị đuối nước. Bản mệnh cần hết sức cẩn trọng trong tham gia các hoạt động thể chất và các môn thể thao mạo hiểm, tham gia giao thông nên tuân thủ đúng luật, giữ khoảng cách an toàn và giữ tỉnh táo. Lại có cô thần ảnh hưởng, bản mệnh dễ nảy sinh tâm lý cô đơn, buồn tủi khiến tinh thần sa sút, nhiều nỗi lo dần sinh tâm bệnh dẫn tới tình trạng mệt mỏi, ăn ngủ đều kém, lười hoặc sợ vận động, cân nặng tăng giảm bất thường. Trong năm tuổi Tỵ cần học cách chia sẻ nhiều hơn với bạn bè, người thân, không phải vì việc gì cũng giữ kín trong lòng để rồi tâm tính u uất, cơ thể tiềm tàng bệnh tật, ốm đau. Con giáp này ngoài chú trọng nâng cao sức khỏe bản thân mà cũng nên quan tâm tới tình hình thân thể của người thân. Nếu trong nhà có người dễ đau ốm, người lớn tuổi thì càng cần có sự thăm khám định kỳ để nắm bắt được tình hình sức khỏe, tránh tình trạng ủ bệnh. Và những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình kim bài thái tuế và linh phù dài hạn để được may mắn và chiêu tài lộc trong năm 2023 Quý Mão. Dự đoán tử vi hàng tháng năm 2023 của tuổi Tỵ. 1. Tử vi tháng 1. Tháng mở đầu năm Quý Mão được cho là khá thuận lợi cho người tuổi Tỵ ở các phương diện kiểm tra, đánh giá sự nghiệp, xin việc. Bản mệnh có sự đồng hành của quý nhân cho những việc bản thân mưu cầu, đạt được chứng chỉ năng lực cần thiết và được đánh giá đúng chuyên môn. Trong cuộc sống thường ngày, bạn cần có sự kiên nhẫn hơn nữa khi giao tiếp, không nên nóng nảy kẻo vướng họa thị phi hoặc quá trình mưu sự thêm phần khúc chiết. Ngoài ra trạng thái tinh thần đôi khi bị ức chế dẫn tới suy nghĩ bế tắc, tự mua dây buộc mình, nguyên nhân chủ yếu cũng bởi sự bảo thủ của mình, con giáp này nên chú ý hơn. 2. Tử vi tháng 2. Tháng 2 này, vận trình của người tuổi Tỵ có nhiều khởi sắc rõ rệt hơn hẳn so với tháng trước đó. Bạn vẫn có sự đồng hành của quý nhân, mọi việc trở nên suôn sẻ, nhẹ nhàng hơn. Tranh thủ thời điểm này, bạn có thể xúc tiến các kế hoạch quan trọng hoặc lên dự định cho chặng đường sắp tới. Cơ hội thăng tiến cũng sẽ mở ra với những người luôn nỗ lực chăm chỉ. Tháng này cũng nhắc nhở tuổi Tỵ chú ý các vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề về đường tiêu hóa, dạ dày, dị ứng. Sức khỏe cần được quan tâm kịp thời để tránh hệ lụy về sau. 3. Tử vi tháng 3. Áp lực về công việc sẽ gia tăng mạnh mẽ trong tháng này, đòi hỏi tuổi Tỵ phải có tâm lý vững vàng để vượt qua mọi sóng gió. Bạn có thể sẽ không thoải mái với những quy định, luật lệ đặt ra sẵn, dễ có tâm lý phản kháng hay lách luật để làm theo ý mình. Tuy nhiên, sự tùy hứng có thể đem lại cho bạn nhiều rắc rối hơn bạn nghĩ. Tháng này thuận lợi cho việc học hành, đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ, song bạn dễ nản chí vì thiếu hứng thú và động lực học tập, có thể khiến thành tích sụt giảm đôi chút. Đồng thời, hung tinh chiếu mệnh cũng gây ra các vấn đề bất lợi cho sức khỏe, cũng như chấn thương, tai nạn, va chạm. Bạn nên chú ý giữ an toàn. 4. Tử vi tháng 4. Vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ được cải thiện đáng kể trong tháng này. Bản thân con giáp này dễ chiếm được thế chủ động, tạo được lợi thế cạnh tranh, vậy nên nhất định phải tận dụng cơ hội lần này.
Đối thủ có thể sẽ gây ra một vài chiêu trò hòng vượt qua bạn. Tuy mức độ ảnh hưởng không quá lớn nhưng bạn vẫn nên đề phòng kẻo vượt khỏi tầm kiểm soát. Về sức khỏe, những người hút thuốc lâu năm có thể đối mặt với một số bệnh về đường hô hấp, nên thăm khám sức khỏe đều đặn để phát hiện bệnh sớm. 5. Tử vi tháng 5. Công việc của tuổi Tỵ không có nhiều biến động ở tháng này, mọi thứ phát triển đều đều, ít sự đột phá nhưng cũng không có gì cần phải lo lắng. Các mối quan hệ nơi công sở cần có sự vun vén để duy trì môi trường làm việc hài hòa, chớ nên tự tách biệt khỏi tập thể. Về phương diện tình cảm, đào hoa chiếu mệnh khiến người độc thân có thể sinh cảm giác rung động, cảm nắng, nhanh chóng với đối tượng phối. Tuy nhiên bạn vẫn nên dùng cả lý trí, chớ nên chỉ chạy theo cảm xúc của bản thân. 6. Tử vi tháng 6. Bước sang tháng 6, người tuổi Tỵ đau đầu với thăng trầm trong sự nghiệp. Mặt tích cực là bản mệnh có thể nhận được một số cơ hội hợp tác, đồng thời có lợi cho việc học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và nâng cao chuyên môn, từ đó đường thăng tiến rộng mở. Tuy nhiên mặt tiêu cực là áp lực cạnh tranh sẽ tăng lên, nhiều việc phải một mình đảm nhận mà không có sự giúp đỡ của ai khác. Ai cũng muốn giành phần lợi về phía mình, bạn không nên quá dựa dẫm vào một ai đó, khả năng làm việc độc lập cần được phát huy trong tháng này. Ngoài ra bạn nên chú ý thái độ khi trao đổi công việc với cấp trên để không xảy ra xung đột không đáng có. 7. Tử vi tháng 7. Người tuổi Tỵ sẽ có nhiều cơ hội hơn trong vấn đề tài chính ở tháng này. Các dự án ký kết, hợp tác kinh doanh diễn ra suôn sẻ cũng thu hút được nhiều nguồn đầu tư bên ngoài. Vấn đề về thuế, sổ sách, hạch toán cũng nên được chú trọng và cẩn thận hơn, tránh vì sai sót cá nhân mà đối diện với pháp luật hay đền bù tiền bạc. Tháng này cũng rất tốt cho người độc thân trong việc tìm kiếm một nửa ưng ý. Bạn có sự duyên dáng trong xã giao, dễ gặp được người khác phái có thiện cảm với nhau, mối quan hệ phát triển khá nhanh. 8. Tử vi tháng 8. Đây sẽ là tháng tuổi Tỵ có nhiều thu hoạch từ những nỗ lực trước đó của mình. Các khoản thu lớn nhỏ đều đến từ nhiều nguồn. Quan trọng là bạn cần có kế hoạch quản lý tài chính phù hợp để gia tăng khoản tích lũy. Một số người tuổi Tỵ có thể tiến hành sửa sang nhà cửa, mua sắm thiết bị nội thất trong tháng này nên phải tiêu tốn một khoản không nhỏ. Sự nghiệp ổn định, tuy chưa có sự đột phá nhưng bạn cũng không quá gấp gáp. Đây được coi là giai đoạn bình ổn với con giáp này. Bạn cũng chú trọng vào việc duy trì phong độ ổn định, sẽ không vì nóng vội nhất thời mà để công sức bấy lâu đổ sông đổ biển. 9. Tử vi tháng 9. Trong tháng 9, người tuổi Tỵ sẽ phải dành thời gian để sắp xếp lại một số quan hệ cả trong công việc lẫn cuộc sống. Với những người chỉ luôn muốn kiếm chút lợi lộc gì đó từ bạn, còn khi không đạt được mục đích thì mất dạng, bạn cũng không cần phải cố gắng giao thiệp quá sâu. Tình hình công việc không có biến động lớn, nhưng lúc nào quan sát này cũng có cảm giác làm nhiều mà hưởng ít. Thời gian này nên sắp xếp công việc để điều chỉnh mức độ ưu tiên, thay đổi lối tư duy nếu cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt, không cảm thấy hối tiếc với những gì mình đã chọn hoặc đã làm. Nhìn chung tài vận ổn định, các khoản thu chi cân bằng, người nào song sám làm ăn sẽ có nhiều khoản thu về hơn người làm công ăn lương. 10. Tử vi tháng 10. Tháng 10 của tuổi Tỵ gặp nhiều thăng trầm trong quá trình mưu sự. Dù cũng có sự giúp đỡ từ quý nhân, song vẫn chưa đủ để bạn có thể giành được điều mình muốn. Công việc có dấu hiệu trì trệ, cần dành thời gian để sắp xếp và hệ thống lại. Tốt hơn hết thì nên thay đổi cách thức làm việc. Mà làm được điều đó, trước tiên hãy thay đổi thái độ và lối tư duy của mình. Tài vận cũng có dấu hiệu giảm sút, chi tiêu mất cân đối, lúc hoang phí, khi lại thắt lưng buộc bụng. Nếu không nhanh chóng thay đổi lại cách chi tiêu tùy hứng như vậy, sớm muộn gì bạn cũng nợ nần chồng chất. Kinh doanh buôn bán trong tháng kém sắc, nên chú trọng đẩy mạnh về chất lượng hơn là chỉ chạy theo số lượng. Tháng này cần lưu ý đến sức khỏe của người lớn tuổi trong nhà. Về bản thân, bạn cũng nên chú ý ăn uống điều độ, suy nghĩ tích cực thì sức khỏe sẽ đảm bảo. 11. Tử vi tháng 11. Khối lượng công việc của tuổi Tỵ có dấu hiệu tăng lên đáng kể trong tháng 11. Áp lực tinh thần kèm theo là điều không thiếu, bản mệnh cũng thường phải tự thân vận động, chống chọi với tất cả chứ ít được ai đứng ra đồng hành. Nhưng yên tâm, khó khăn hay thách thức trước mắt chỉ mang tính tạm thời. Một khi đã vượt qua được, bạn sẽ thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, bản lĩnh được rèn giũa sẽ rất hữu ích cho tương lai. Đầu tư trong thời điểm này cũng không có mạo hiểm nhưng vẫn nên có tính toán thận trọng, chớ nên chạy theo xu hướng nhất thời mà đổ quá nhiều vốn. 12. Tử vi tháng 12. Trong tháng cuối cùng của năm 2023, người tuổi Tỵ có hung cát đan xen, nhìn chung là tháng khá yên ổn, không phải lo lắng nhiều, công việc tiến triển đều đặn, có đi đến kết quả cuối cùng nhưng hiệu quả không thực sự tốt như mong đợi. Tuy nhiên với những người có tham vọng lớn, sự ổn định hiện tại đồng thời với đi xuống, bạn sẽ không quá thích điều này và có tâm lý muốn thay đổi hiện trạng nhanh chóng.
Tài vận tuy có khởi sắc nhưng chậm, bạn cũng không nên quá vội vã, việc gì cũng cần quá trình, nên dành thời gian quan sát biến động thị trường nhiều hơn, đặc biệt là chi tiêu trong tháng không hề ít, nhưng tất cả đều nằm trong dự liệu của bạn nên không phải quá bất ngờ. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa xét xong lá số tử vi của gia chủ tuổi Tỵ trong năm 2023 Quý Mão. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!